là chủ của một doanh nghiệp xây dựng nhỏ tại địa phương, nhưng với sự nhiệt huyết của mình, tranh thủ những ngày thực hiện nghiêm ngặt giãn cách xã hội, anh Lê Đức Tuấn, 55 tuổi, ở thôn Túy, Loan Đông 1, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, tự nguyện đăng ký tham gia vào tổ COVID-19 cộng đồng để góp thêm phần nhỏ công sức cùng địa phương sớm đẩy lùi dịch bệnh. Không những thực hiện tốt vai trò của một tổ viên như trực chốt, cấp phát nhu yếu phẩm cho người dân, anh Tuấn còn bỏ tiền túi 4 triệu đồng để mua rau quả nhằm giải cứu nguồn rau xanh cho nông dân thôn Bồ Bản đến vụ thu hoạch và đưa đến các tổ dân cư thôn Túy Loan Đông 1 để phát miễn phí cho bà con. Ngoài ra, anh còn gửi tặng Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 xã Hòa Phong 10 triệu đồng, Hòa Nhơn 5 triệu đồng, Hòa Phú 5 triệu đồng, Chi hội Phụ nữ thôn Thái Lai xã Hòa Nhơn 2 triệu đồng để có thêm điều kiện phòng chống dịch. Đăng ký tình nguyện viên để hỗ trợ cho địa phương trực cái cỏ đêm lắng ngà, còn ngồi những cái phát quà cho bà con rồi cuộc cái thời gian tôi thấy tình hình của ra của thôn Bộ Bón nhiều trúng mùa được mùa mà tiêu thụ không được, nên tôi phát tâm tôi bỏ tiền túi ra tôi đi mua phát cho bà con. Anh Lê Đức Tuấn là một nhân tố rất là tích cực đối với địa phương. Sau khi mà thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng chỉ đạo thì anh ra anh đăng ký tình nguyện để mà tham gia trực chốt và là đi cùng với là cơ quan điều hành để mà hoạt động là đi xuống từng tổ để mà cấp phát quà. Giữa vô vàn khó khăn trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19, hình ảnh những tình nguyện viên như anh Lê Đức Tuấn ngày đêm sát cánh cùng với lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch đã góp phần thổi bùng lên ngọn lửa nhiệt tình trách nhiệm mình vì mọi người.